Thì không có lớn à. Thôi lầm rầm xíu à. Chạy mình biết là Phú Xuân là có một cái bách hóa xanh, không hiểu giám đốc cái hệ thống bách hóa xanh nghĩ cái gì mà mở cái cửa hàng bách hóa xanh ngay chỗ chợ truyền thống luôn mới ghê. Có lẽ là người ta nghĩ chiến lược đó là ở ngoài chợ truyền thống á thì cửa là giá của bách hóa xanh rẻ, thì thật ra thì bách hóa xanh đó nó cũng có những món nó rẻ hơn ở ngoài, thì nhưng mà đa phần đó vì cái sự tự lợi là người ta thích mua chợ truyền thống hơn là ở trong bách hóa xanh. Còn giả dụ như đó là bách hóa xanh mở những cái khu dân cư á thì hay hơn chỗ nào mà đông người á, bởi vì nếu như mà người ta dùng bách hóa xanh thì người ta không có cần phải đi chợ xa, họ sẽ ra bách hóa xanh và từ từ thì thay đổi cái thói quen tiêu dùng của họ, đó là mua hàng ở bách hóa xanh chứ không có cần phải đi tới ngoài chợ truyền thống. Và cái việc bách hóa xanh là mở cửa hàng ngoài chợ truyền thống và thấy đương nhiên là sẽ có một cái lượng khách á, nhưng mà nó sẽ nhỏ thôi, bởi vì ở chủ yếu là người ta tự xưa rồi người ta tự nhiên chợ truyền thống rồi người ta yếu rồi người ta mua đồ rồi thôi, chứ người ta đâu có vào bách hóa xanh đâu. Vốn mạnh nên là muốn bao phủ mọi đất rừng, nhưng mà tiếc đó là có những nơi không thể nào mà bao phủ được. Đó là những cái nơi mà có chợ truyền thống á, tự nhiên mở như một cái bách hóa xanh khác nên chợ truyền thống luôn, chả hiểu được. Mặc dù á là bách hóa xanh thì nhiều đồ cũng có nhiều đồ mình, nhưng mà so với chợ truyền thống á thì bách hóa xanh là đâu thể nào mà hơn được. Tại vì á chợ truyền thống là rất là nhiều những cái quầy sạp rồi người bán hàng kia họ bán đầy đủ tất cả mọi thứ trên bờ luôn. Còn như bách hóa xanh đi, đây là một cái hàng nhỏ thôi, rất là nhiều mặt hàng xen kẽ nhau, nhưng mà thật sự ra thì đâu thể nào mà đa dạng được, đâu thể nào đa dạng làm chợ truyền thống được. Đây là mình nghĩ là tự nhiên mở như một cái bách hóa xanh ngay cái chợ mà chợ truyền thống là thấy đó là cái gì đó nó rất hợp lý rồi. Nhưng mà có lẽ là bách hóa xanh nó thấy mạnh, có bách hóa xanh thấy mạnh nên là muốn bao phủ luôn, có nghĩa là chịu đám ăn sâu chấp nhận bù lỗ này nọ, nó có gây là chiến dịch chiến khách hàng từ nhiều đường tới, thu hút khách hàng từ nhiều đường tới. Nhưng mà đó chỉ đến với một số trường hợp thôi chứ đâu phải đến với tất cả đâu. À, về việc đó thì dù sao gì đó thì tự nhiên là người bà con vẫn về cái việc mà họ đi chợ truyền thống mỗi ngày rồi. Đó, bách hóa xanh thì chỉ giúp cho cái việc mà đi chợ cho nên tự lợi hơn thôi, chứ đâu thể nào mà có thể mà thay thế chợ truyền thống mà chưa được, không có nào được. Bây giờ là 9 giờ rồi nha. Mình cũng chả hiểu bây giờ tự nhiên mình chạy xuống tường giờ làm gì. Tính là đi bắt cái con tính á, nó còn đưa đá đó, anh nó còn từ từ á. Nhưng mà bây giờ là mưa là cũng chả biết sao. Chưa tới bến phà nữa nè, đặt lâu nó mới tới bến phà. Bây giờ là 9 giờ rồi, 9 giờ đúng rồi, 9 giờ sáng rồi. Mà tự nhiên đi, lẽ ra mình đang đi ngày hôm qua chứ toàn đi bây giờ rồi, còn có người thôi mới đi rồi.
Dạ mây không biết là bên đường sắt Cần Giờ mưa có lớn hay không thôi nha. Hên xui có thể là mưa rất là lớn luôn. Tuyết dạ xui, mới chạy qua bên đó mới biết được. Còn ở bên này thì chủ yếu là mình chỉ bán mà thôi. Đó, nên là bây giờ cứ việc mà chạy qua bên kia đi. Thank you.